chăm sóc thường là cả hai cái luôn. Đầu tiên là sức da bên ngoài nè, giờ kem chống nắng rồi, lúc này cũng phải thức kem chống nắng, xong rồi dưỡng da, với lại em có uống sản phẩm Diamond White. Dạ đúng Diamond White. Dạ. Ủa? À, là tài đấy của bên chị. Đúng rồi, cái sản phẩm nó rất là hot. Nói chung là sản phẩm Diamond White là sản phẩm kia của bên GHB của chị luôn á. À không, thực sự là tại vì là em cũng được bạn em tặng ấy. À vậy hả? Xong rồi uống một thời gian, cũng được một thời gian rồi. Em sử dụng được bao lâu rồi? Khoảng tầm nửa năm gì đó, tức là sau khi phẫu thuật, sau cái cuộc phẫu thuật cuối cùng của em là em cũng có uống cái đó. Tại vì là bạn em kiểu là mày ở đây tao cho mày cái này. Thế xong rồi cho em uống Diamond White. Thật ra thì nghe bản thân chị cũng vậy thôi, hồi xưa khi mà da chị cũng Ủa này em có mang đi luôn á. Ủa vậy hả chị? Không, tại vì là em rất là sợ kiểu nhiều khi là ví dụ như đi quay hay đi đâu đó này kia đó là mình không có về lấy được, mình qua trưa đó thì sáng tối một viên đó. Cũng nhờ cái sản phẩm Diamond White đó thì chị đi phim, đi chụp hình thì da của mình cũng sẽ đỡ hơn nè. Sao nãy chị có nói là em mà được em thắng là chị tặng em đúng không? Đúng rồi. Ai nói gì đâu. Chị sẽ tặng liệu trình đó mà. Đúng rồi, chị sẽ tặng cái liệu trình Diamond White đó cho mọi người. Một liệu trình của bên chị là hình như là ba tháng ba hộp, nên mình sẽ sử dụng được 3 tháng. Thì đó cũng là một cái sản phẩm giúp cho chị khi mà chị đi chụp hình, chị đi phim thì nó sẽ đỡ hại da hơn. Em cũng xài nhiều này, em cũng lăn kim, cũng trị mụn cái thứ luôn, nhưng mà nó không có hết. Nó cứ trồi lên mụn lên hoài à. Cái xong rồi em mới vô đọc comment của những bạn xài của chị á, từng ngày từng tháng mấy bạn xài, mấy bạn vô chia sẻ kêu là ơi tôi xài rồi nè, có kết quả nè, cái em mua về xài. Thì đầu tiên là em chỉ muốn trắng da thôi nha. Hồi xưa da em ngâm lắm. Em rất là ngâm luôn rồi. Em rất là ngâm, cái xong rồi em xài mà mấy bạn kêu là xài cẩn thận nha, tại vì thường xài mỗi cái trắng da này nó sẽ bị trồi mụn lên. Nhưng mà em không hiểu tại sao em xài này là uống là bị hết mụn đúng không? Em uống thì lại hết mụn, nhưng mà người ta nói là uống mấy cái thực phẩm này là hay bị nóng, bị trồi mụn. Thật ra là cũng tùy cơ địa của mọi người. Tùy cơ địa của mọi người, là cũng có một số bạn uống sản phẩm Diamond White sẽ bị trồi mụn lên thời gian đầu. Sau khoảng 3 tuần đầu, xong sau đó là sẽ lặn xuống và sẽ hết. Đó là cái tự nhiên thôi, cái tự nhiên của cái sản phẩm bên chị thôi. Cũng có một số đúng bạn rồi, như vậy. Tại vì là đúng là cái đợt mà đầu mà em sau đợt đấy uống là mụn em cũng có mọc. Nhưng mà sau một thời gian thì bây giờ là trộm vía nha, rất là mướt. Trời nắng quá cho chị uống Diamond White nha em. Kiều ơi, cho chị Diamond White em ơi. À chị dùng Diamond White em có nè. Rồi đưa đây luôn em. Đẹp quá tiện luôn. Em quá cho tiện luôn. Một lát là tặng sao nha. Xong cắt cái set này là sẽ tặng nha. Thì em mới mới có ý đó, em cho chị mượn tạm một viên. Không, chị uống lần là hai viên. Thật ra cái này á là uống mỗi lần là một viên, nhưng mà thường thường chị hay quên á, nên chị uống một lần hai viên. Ủa là luôn ở trong ngày luôn. Đúng rồi. À thế à? Đúng rồi. Ui giời ơi. Đỡ phải tốn thời gian luôn. Đúng rồi, nhiều khi mình hay quên á, mình không biết là mình uống hay chưa, nên là lần nào mình nhớ thì em cứ phải chia ra, là sáng một viên, tối một viên. Em uống luôn rồi, một lát nữa em đi quên đó. Sợ quên là cứ uống nha mọi người nha. Đi ra bên kia. Trời ơi. Em có thể mượn chị Linh hai viên luôn được. Được em, chị Linh rất là rộng rãi, chị trả lời luôn cho em. Em mượn nữa hả? Em ơi, được tặng một liệu trình lận em. Ok là không sao. Em em phải ăn chanh đó, em còn không được tặng liệu trình nữa. Uống nước cam luôn.